Bây giờ là hai học viên là tay trái. Bây giờ mình để tay nào mà thấy chuẩn là được nha. Điểm 1, 2, 3 là gạt nha. Ai gạt chậm người đó thua đó. 1, 2, 3, vô. Rồi hai anh tay trái hết. Gạt ngang qua, gạt ngang qua. Cố lên. Rồi áo xám hắn. Áo xám hắn. Rồi đứng qua một bên. Áo xám đứng qua một bên đi. Rồi mình cứ cầm. Bây giờ để, rồi để tay vô chuẩn nha. Điểm 1, 2, 3 là gạt nha. 1, 2, 3. Rồi áo xanh với áo đen. Cố lên, áo xanh với áo đen. Rồi áo đen chiếm 80% rồi. Rồi cố lên. Cố lên áo đen. Áo xanh. Cố lên áo đen. Áo đen chiếm 80% rồi. Ngâm đi, ngâm đi, ngâm đi. Áo đen ngâm đi. Đừng có dùng sức, áo đen ngâm đi. Áo đen ngâm đi là hắn. Áo xanh đã cố gắng, áo xanh cố gắng hết sức rồi. Rồi, áo đen hắn. Áo đen sẽ hắn. Áo xanh lội luôn. Rồi, kế tiếp một cặp nữa. Rồi, thế nào? Bây giờ là điểm 1, 2, 3 là dứt nha. 1, 2, 3, vô. Rồi, áo xanh, hai áo xanh. Cố lên, cố lên. Giữ im, giữ im. Gặp rồi, cố lên. Cố lên, cố lên. Tay đứng lên, tay đứng lên. Đúng rồi. Đúng rồi, tay đứng lên mới thắng được. Đứng tay lên. Đứng tay lên. Đứng tay lên. Cố lên. Bắt giờ, bắt đầu. Cố lên. Đứng tay lên. Ngâm đi, ngâm đi. Giữ im. Cố lên. Rồi áo xám đã hắn. Áo xám đã hắn. Cảm giác như thế nào? Ba cameraman quay. Rồi áo đen chiếm 70% rồi. Áo đỏ cố lên. Nín thở lên. Áo đỏ nín thở. Rồi áo đỏ hắn. Ô, áo đỏ quá dữ. Ốm mà quá dữ. Cảm giác như thế nào? Bình thường. Rồi bây giờ, bây giờ là nãy mình kéo vô xong cái trận này là bây giờ vô solo lẫn. Còn bốn người thắng vô solo lẫn ai? Còn bốn người thắng vô solo lẫn là vô chung kết. À, đây là chủ, đây là chủ phòng. Đây là học viên là bốn anh em vô chung kết. Bây giờ là cái vòng chung kết là ai là người chiến thắng là sẽ lãnh một bình hũ cốc. Là cái này là tăng cân tăng cơ cho anh em. Bây giờ là cố gắng, chúc anh em may mắn. Bây giờ bắt cặp đi. Rồi chưa? Điểm 1, 2, 3 là điểm 1, 2, 3 là mình gặt nha. Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Cố lên. Áo đen với áo xám. Áo đen đã chiếm 80% rồi. Áo đen chiếm 80% rồi. Cố lên rồi. Hey. Anh với bộ cùng nhấn em đi. Đứng đây. Bây giờ em cảm giác như thế nào? Em cảm giác giả này là em lấy rồi. Mấy anh từ từ. Vậy là trâu này chơi dẹo được. Thôi ba là mình dứt nha. Tay hít hợp chưa? Cái tay hít hợp chưa? 1, 2, 3. Và bắt đầu chủ phòng với học viên. Chủ phòng với học viên kéo với nhau. Học viên rất là mạnh. Chủ phòng cố lên. Chủ phòng chưa đâu, chưa chắc đâu. Cố lên, chủ phòng, cố lên, học viên cũng rất là mạnh. Chủ phòng rất là mạnh. Anh ơi, chưa hố đâu. Đúng xe.
cái đầu chưa góc xuống tao hô cái nào. Chưa hô. Chưa hô. Cái đầu chưa hô. Chưa hô, cái này là chưa hô. Làm lão. Anh vô cái mức đó rồi. Làm lão. Mỏi tay à. Vô, lẹ lên. Lẹ lên. Làm lão. Cho báo má giật tay mẹ. Bắt đầu ra, 1, 2, 3, go. Go. Go, áo đen chiếm 80% rồi. Chú Hồng rất là mạnh. Không cho chỏ ra ngoài nha. Chỏ nhất bàn kéo xuống không được. Cái người chỏ nhất ngoài này bàn kéo xuống không được. Tại vì đốt đi. Mà cái người chỏ như vậy em đẩy xuống không được. Anh kêu lớn nhưng mà chạy nếu mà kéo là không chạy chỗ. Chứ giờ anh đu hết người anh xuống rồi sao em không chạy cho được. Này phải có cái này phải có một cái hăng bỏ lên rồi kéo mà không chạy chỗ. Này chơi cô máy rồi. Đẩy hăng lên em. Một cái hăng đi. Cho hai người chở đi xuống rồi đó. Cho chở nào. Đó bây giờ nha. Gặp qua gặp lại nha. 1 2 rồi chú Hồng thắng. Chú Hồng có mệt không? Mệt đó. Bây giờ là đến anh trọng tài. Anh trọng tài sẽ vật tay với cái bạn quán quân của giải ngày hôm nay nên nha các bạn. Đây các bạn, đây là anh Thần và quán quân của giải hôm nay. Đây các bạn sẽ thấy là màn đối đầu cực kỳ gay cấn giữa hàng ruồi với lại hàng đồ vật. Sẽ giành giải là một hộp ngũ cốc tăng cân tăng cơ tập gym trị giá 199.000 đồng. Cuộc đua đang cực kỳ gay cấn. Đang bắt phân thắng bại các bạn ơi, đang bắt phân thắng bại nha các bạn. Cố lên. Khá là hai vận động viên khá là mạnh các bạn ơi. Anh Thành không có thế kìa, anh Thành không có thế. Cái chân bỏ khác anh Thành. Đang đến hồi gai cánh nha các bạn, đang đến hồi gai cánh. Giải nhất nha các bạn ơi. Cực kỳ gai cánh. Hai, ba. Là bây giờ là nãy giờ là các bạn biết sao không, vật rất là nhiều vòng rồi thì bây giờ là đến vòng cuối cùng để mà vật tay thì anh Thần là trọng tài đó các bạn, thì sẽ vật tay với vô địch của giải ngày hôm nay, thì xem là dù thắng hay thua thì các bạn vật tay vô địch cũng sẽ giành được cái giải là một hộp ngũ cốc tăng cân tăng cơ. Nhưng mà cuối giải rồi thì chúng ta sẽ vạch một giải để mà giao lưu cho nó vui các bạn ơi. Các bạn sẽ thấy nè, đây hai tay nha các bạn, anh Thành đây, anh Thành phía bên tay phải và vô địch của chúng ta bên tay trái nha các bạn ơi. Đang đến cực kỳ gay cấn các bạn.
Đang lấy hồi cực kỳ gai cấn nha các bạn ơi. Căng thẳng, căng thẳng. Vòng đấu cuối cùng. Các bạn mặc áo đen đen khá là mạnh đó các bạn. Trẻ thôi nhưng mà khá là mạnh. Ok, sau khi là bắt phân thắng bại thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần trao giải cho cái bạn vô địch hạng trong phòng của chúng ta. Còn đây là anh Thành trọng tài ha. Anh Thành trao giải cho cái bạn giải nhất Thiên Thần. Đây, một hộp bột ngũ cốc. Rồi, cầm lên. Có cảm thưởng. Có cảm tưởng gì không anh? Dạ em thấy sân chơi này rất là vui dành cho anh em chúng ta. Tem rung quá. Cảm ơn anh vì đã đến đây và tạo sân chơi cho tụi em. Dạ, cảm ơn hết. Dạ. Các bạn biết không, cái tay vật là run tay luôn. Run tay rồi các bạn. Ok. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Hôm nay là video tạm thời là kết thúc tại đây. Còn đây là anh Thành bác phòng của mình. Hôm nay là anh tập khá là sung. Còn đây là người đạt giải nhất một hộp ngũ cốc tăng cân tăng cơ tập gym. Ok, chào Thiên Thần. Ok.